Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Tối thứ sáu ở bên đây rồi, mình không biết ông bà cô chú anh chị em đang ở đâu, hay là cái thời gian, hay là cái giờ giấc nó ra sao. Nhưng mà bây giờ chắc mình cũng lớn tuổi rồi, hình như là thấy cũng hơi cô độc một chút xíu. Về rồi thì con ăn xong với gia đình rồi cũng không có gì hết. Nhưng mà thật ra bữa nay mình không có nói với mấy lần kia là mình không muốn làm, vì bữa nay thì mình có nhiều chuyện để mình nói lắm. Như bữa nay mình đi làm, mình làm cái video short mình nói phải không? Thật ra thường thường công việc của mình nó, mình nghĩ chắc cũng về sớm lắm, chứ 2-3 giờ thôi. Nhưng mà tại vì mấy chỗ này mình đã làm nhiều lần lắm rồi, cái màu của nó giống nhau mấy cái màu lắm. Nhưng mà ngược lại mấy cánh cửa bên đây á, nó cũng màu trắng, nhưng mà mấy người mà ở đây á, họ dơ lắm phải không? Nhiều vết đen nhiều lắm. Thì như mấy lần kia mình sơn có một lần mình xong rồi, nhưng mà cái nhà này mình phải sơn 2 lần lận phải không? Đến 5-6 giờ mình mới về lận. Thì nhiều khi thì mình hên thì nó trùng màu thì nó nhanh phải không, và cái giá nó cũng bẩn vậy. Còn nhiều khi mình phải bỏ nhiều công ra như bữa nay thì cũng phải chịu thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà trên đường mình về, mình đang nói chuyện với người bạn của mình, nó cũng tò mò lắm, nó cũng coi YouTube. Tại vì hai thằng cũng lớn hết rồi phải không, có nhiều khi mình thật ra mình coi về Hằng á, tại vì mình biết tại sao, cũng có nhiều người, có nhiều khi mình muốn gặp những người mà hồi xưa hồi nhỏ mình cứ nghĩ, mình có lúc nào mình cũng nghĩ là không biết họ có bị ra sao, có bị chuyện gì không. Thì trong đó có dính Alex một người rồi phải không, thì mình với bạn mình cũng coi đại khái. Nhưng mà cái người bạn này của mình nó cũng tò mò lắm, nó biết cái vấn đề đang xảy ra, mình nó cũng biết là mình nhiều chuyện, mình cũng có cái kênh YouTube đại khái vậy á. Thì nó coi, nó nói Denise có làm cái video bữa hôm qua gì á, nhưng mà cũng có nhắc qua cái kênh của mình, cũng nhắc qua mình. Nhưng mà thôi, mình coi xong rồi á thì mình không có coi hết. Mình nói thiệt với Denise, mình không coi hết. Mình coi Denise là cũng mình không biết, chắc mình nghĩ mình lớn hơn tuổi cũng cỡ bằng nhau thôi. Mình kêu Denise bằng em đi cho nó dễ đi nha. Tại vì có hai người trong từ ngày mà mình không biết là chia phái chia không biết, nhưng mà cái cách mà Denise nói trong cái video này, cũng như là Denise muốn hay là trong cái nhóm có mấy người đó, nhưng mà mình không bao giờ nghĩ Denise là trong cái nhóm cái người đó phải không. Denise là từ ban đầu là một người mà đã nói về Hằng đại khái. Một chút nữa giải thích cho Denise nghe cái suy nghĩ của mình, là tại sao mà Denise suy nghĩ như vậy đối với Hằng, phải không? Thì hy vọng là Denise hiểu được cái ý của mình, sẽ làm cho Denise thoải mái hơn. Tại vì mình thấy cái cách mà Denise nói cái câu mà cũng như là mình nói, cũng như là đừng có xía vô, nhưng mà thật ra cái đó là mình đang nói với hai người kia, phải không? Mình không nghĩ là Denise là trong cái băng này, phải không? Với lại mình thấy là cũng như là Hằng đang nói hai người kia, chứ không phải là nói Denise, mà không biết tại sao Denise có cái phản ứng như vậy. Đối với mình không phải là nói Denise, phải không? Cũng như là ý mình nói là hai người kia, ví với bản thân của mình cũng vậy. Giờ Denise bỏ vào bản thân của Denise cũng vậy đó, cũng như là mình vô tư lắm. Cũng như là bây giờ Hằng có lên có chửi mình hay có nói gì mình đó, mình cũng không quan tâm. Để mình thấy tại sao từ ban đầu, phải không? Nhớ nha, mình là người lên đây, mình là người đầu tiên mà có vấn đề với Hằng, với hành động của Hằng từ lâu rồi, phải không? Không, Denise cũng không có, mấy người kia cũng không có. Mình, nhưng mà mình nói là mình cứ thích coi thì mình coi, mình không thích coi thì mình không coi. Tại mình không thích cái cách Hằng nói chuyện, phải không? Thích cái cách suy nghĩ của Hằng sometimes, nhưng mà mình nói là cái tâm lòng của họ là tốt. Với lại ai cũng vào đây, không nhớ cái thời gian đó, là ai cũng nói là Hằng ăn chặn tiền từ thiện. Mình nói là không có, Denise cũng nói cũng không có, mấy người sử dụng cũng không có, phải không? Mình không biết là mấy người kia nó thay đổi, hay là Denise ở đâu tự nhiên Denise thay đổi cái hướng, cái suy nghĩ. Nhưng mà mình, như mình nói là phải không, hồi trước kia mình là người có vấn đề với Hằng. Mấy cái chuyện mà bây giờ mấy người đang nói về Hằng, mình có cái vấn đề đó trước đó rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ ngược lại, phải không? Bây giờ Denise là mấy người kia lại có vấn đề với Hằng, với lại mấy cái hoàn cảnh này, nhưng mà mình lại không có. Mình thấy nó ngược đời không? Mình thấy không? Tại sao mình cũng vẫn tỉnh bơ như vậy, mình không có vấn đề với cái điều với Hằng, nhưng mà bây giờ Denise với lại mấy người kia lại có vấn đề, phải không? Mà ban đầu mình là có như vậy, nhưng mà mình không ai nghĩ mấy chuyện này hết á, không ai nói gì hết á. Nhưng mà mình đã nói từ trước rồi, phải không? Bây giờ thấy nó khác biệt như vậy, tại sao bây giờ mình cũng vẫn bình thường như vậy, nhưng mà Denise với lại mấy người kia có phản ứng như vậy? Thì để cho mình nói thêm một chút nữa, sau này mình đã nói thêm cho Denise, tại vì cái chuyện của Denise nó hơi nó mình cần thời gian để giải thích cho Denise nghe. Hy vọng Denise hiểu được rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Chứ ý của mình không phải là nói Denise, phải không? Nhưng mà Denise, cái cách Denise nói cũng như là
Mình không biết Denise nghĩ làm sao, nhưng mà cái đó là cái chân thật của mình á. Tại vì mình coi Denise cũng như là một người một đứa em đi, chứ không có gì mình biết là vợ chồng Denise rất là tốt, mình không có vấn đề gì hết á. Mình chỉ muốn nói ra cái tại sao mà Denise sau này suy nghĩ như vậy, mà mình là người ban đầu đã có nghĩ như vậy, nhưng mà mình không có vấn đề gì hết. Bây giờ mình cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà Denise hồi trước kia không có nghĩ như vậy. Mà tại sao bây giờ là suy nghĩ nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy, mình không hiểu thiệt á. Thì để một chút nữa mình muốn hỏi Denise với mình giải thích cho nghe. Với lại mình mà có một điều mình muốn nhờ Denise nữa, sẵn thế giới này nó đi nhỏ lắm không? Thường người ta nói phải không? Nó đi một vòng vậy không? Nhớ ban đầu ai cũng tới đây á là nói về ăn chặn tiền từ thiện hết phải không? Bây giờ ngược lại, bây giờ mình có một cái vấn đề mà mình đã hỏi rồi, nhưng mà cái người mình muốn hỏi là không trả lời. Nhưng mà mình biết Denise thân với cái người này lắm, thì Denise cũng đã cho tiền cho cái người này hình như là 500 lần phải không? Bây giờ Denise á, mình cũng muốn biết là có ăn chặn tiền từ thiện hay không, mà cái đó là cái mà tại sao mà mình ai cũng muốn xía vô hết. Nhưng bây giờ không phải là Hằng, nhưng mà cái người kia ADHCN á, phải không? Denise cũng mình đã hỏi rồi phải không, cái vụ mà anh Lộc. Nhưng một chút nữa mình after mình giải thích cho Denise rồi á, mình sẽ hỏi Denise, làm ơn đi hỏi dùm cái ông kia, cái ADHCN đó không, cái tiền á mà đã gom góp về cái chân lý đó. Và ông đã nói là ông đã giúp anh Lộc để kiếm luật sư, để thoa khảm luật sư, nghĩa là Denise, mình không nói cái người kia, nhưng mà Denise lớn lên ở đây mình biết Denise biết được mà, phải không? Mình tham khảo cái luật sư là họ biết cái case của họ ra sao, phải không? Cái người Andy còn nói với mình đó là đã nói, luật sư đã nói chuyện với cái DA về cái case của anh Lộc, mà tại sao không biết cái ngày anh Lộc ra tù vậy? Làm ơn đi một Denise hỏi sẵn, mình nói đây luôn nha, Denise hỏi giùm cái người kia đi, cái tiền mà Denise đưa cho Andy, Andy làm cái gì? Với lại nếu mà các tham khảo cái luật sư, làm ơn cho mình biết cái văn phòng luật sư đó nó ở đâu, phải không? Mình chỉ cần biết bao nhiêu vậy thôi, trả lời cho mình biết, tại vì mình cũng đã cho tiền cho Andy để làm cái chuyện này. Nhưng mà từ những ngày anh Lộc nó ra khỏi tù rồi á, mình thấy mình cũng bực mình lắm rồi. Đáng lẽ biết là mình nói thật lòng với Denise luôn, phải không? Mình làm cái gì mình cũng để cho cái đường của họ đi hết á. Trong cái thời gian nó xảy ra mình không có nói gì hết á, nhưng mà cái Andy nó tiếp tục làm những chuyện mình thấy nó sai lắm, phải không? Đến lúc nào đó mình thấy mình không có muốn để yên nữa, đến khúc này bây giờ muốn kêu tiền cho anh Quỳnh gì nữa, đại cái mấy chuyện đó mình không quan tâm tới, nhưng mà mình muốn biết được cái tiền đó nó đi về đâu. Nếu mà ông đi kiếm luật sư và mình muốn biết cái văn phòng luật sư, cái office nó ở đâu, là Denise làm ơn hỏi giùm cho mình đi nha. Tại vì mình cũng là mình không có vấn đề với Denise hết, phải không? Mình cũng muốn biết the truth, mình biết the honestly, là biết cái chuyện gì nó đã xảy ra với cái số tiền này nha. Một ngày nên làm một điều tốt, mình mới coi cái video bữa nay luôn, nói về Andy HCN. Bữa nay mình kêu Andy HCN mình phải nói cho đúng nha, chứ không có nói lộn. Thì trời ơi, phải không? Hình như là cháu càng nói á, thì cái người này sẽ thù thù mình nhiều hơn nữa. Nhưng mà cũng không sao, mình lãnh hết cho, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà chỉ có vài điều mình muốn nói thêm, tại mình nghe mình thấy cũng bất cười lắm. Cái gì cũng quan cho cũng không có quan trọng, chỉ có một cái, phải không? Như mình nói, phải không? Từ từ, có nhiều khi họ có thời gian, họ không có câu trả lời liền, đừng có gấp gối, phải không? Cái video được bữa nay coi như là sẽ có câu trả lời mà cháu muốn, tại vì mình sẽ hỏi qua Denise, phải không? Tại vì Denise làm cái video, nó có coi video của chú, thì sẵn đó chú sẽ nhờ Denise làm cái điều này giùm, phải không? Càng người vô thì nó càng sẽ rõ ràng hơn. Tại vì mình nói đến cùng, phải không? Cái hồi còn trẻ thì chú cũng như vậy đó. Nhưng mà sau này chú có kinh nghiệm ở đời, từ từ, cái gì nó cũng ra cái nấy thôi, phải không? Cái làm đúng á, bây giờ có bữa nay hay là ngày mai hay tháng sau á, nó cũng vẫn là đúng. Còn làm sai á, giờ có bữa nay, ngày mai, ngày mốt, tháng này hay là năm sau, không trả lời, nó cũng là cái sai. Nó chạy không có được đâu, phải không? Bây giờ cái muốn mồi 10 ngày nữa để có câu trả lời cũng không sao. Nó không sao đâu, phải không? Đừng có gấp tối ai gì, đừng có nôn quá, từ từ nó cũng sự thật ra thôi. Nhưng mà bữa nay mình muốn nói về lại cái vụ này nè, phải không? Cái lý do mà tại sao mình khó hiểu lắm, thì sẵn hôm nay mình nói luôn, phải không? Mình thấy mình nghe được là Andy nó nói là, phải không, từ ngày mà anh Lộc về San Jose nó không muốn ai giúp anh Lộc hết á.
phải không? Tại vì nói anh Lộc đã đưa nó cái quyết định để cho nó giúp anh Lộc thôi, nghĩa là không có ai được giúp anh Lộc hết á, không, nhưng mà nó không muốn ai giúp anh Lộc hết á, nghĩa là để cho anh Lộc ở ngoài đường vậy á. Mình không hiểu tại sao, chỉ có một lý do thôi, mình đã biết từ lâu rồi chứ không phải là mình không biết, phải không? Cái gì mà nó sợ anh Lộc về đây mà ai giúp anh Lộc có biết được cái sự thật hay cái gì đó đó, nó không có muốn ai biết hết á. Nhưng mà trước đó cái mình đã biết nhiều chuyện từ lâu trước đó rồi, chỉ có là mình không có muốn nói, phải không? Chứ như cháu nói phải không, Andy thường nó nói mà anh Lộc là con của gì, con của trên mạng gì đại khái vậy phải không? Nhưng mà ngược lại nó không muốn ai giúp hết á. Ủa, hồi đó nó nói là nó xía vô chuyện của anh Lộc, tại vì anh Lộc là con của cái gì ở trên mạng đại khái vậy, ai cũng có quyền giúp được hết á. Nhưng mà ngược lại bây giờ nó không muốn ai giúp anh Lộc, nó nói là nó ưu tiên để cho một mình nó thôi. Mình nghe mình thấy bất cười, lúc nào cũng vậy, tội nghiệp cho cái người kia quá ha. Và mỗi lần ai nói cái gì đó nọ là họ không có ấy, nhưng mà người khác á, họ làm thì không sao hết, nhưng mà người khác làm thì không được. Mình nhớ nó nói vậy phải không, nó nói xía vô chuyện của anh Lộc á, vấn đề tại vì anh Lộc á là con của trên mạng. Còn bây giờ ngược lại, ai mà giúp anh Lộc anh được, không có nên giúp, tại vì cái đó là cái quyền nó đưa cho anh Lộc rồi. Mình ủa, mình tưởng anh Lộc là con cháu trên mạng mà, phải không? Sao kỳ vậy? Với lại mình có coi cái mình nghe thôi phải không, mà mình không có coi, mình nghe, mình chỉ nghe qua nói giờ trong cái kho mày nói giờ muốn cái muốn giúp anh Quyền kiếm việc làm, muốn giúp anh Quyền, để mình nói cái này là cái mình không biết, nhưng mà theo mình biết cái bản chất của con người con này, biết tại sao muốn tới gần với anh Quyền không? Mình nhìn anh, mình nói thiệt, anh Quyền là một người mình không có nể, mình nói thiệt luôn á, con người này khó chơi lắm, cái con người xin lỗi nha, nhưng mà cái con người này mình không có ấy được đâu. Cái cách mình nói chuyện, mình nghe cái thu lại mà ở trước nhà hàng, cái cách mà họ nói chuyện với cách cử xử của họ chơi không có được đâu. Nhưng mà cái người này muốn tới gần, phải không, với anh Quyền, lý do tại sao, có một lý do thôi, phải không? Tại vì con người này mình nghĩ là chắc cũng ác lắm, phải không? Nghĩa là họ có thể lợi dụng được anh Quyền để làm những chuyện mà họ muốn làm đối với cái người kia, phải không? Để cho mình nói trước đi, để sau này nếu mà nó xảy ra như vậy á, thì ông bà cô chú anh chị em nhớ cho mình 10 điểm nha, especially Christopher cho mình 10 điểm. Phải không? Mình đã đoán trước rồi, phải không? Muốn tới gần anh Quyền á, tại vì biết sao anh Quyền có thể làm được nhiều chuyện hay là nói về nhiều chuyện đối với cái người kia đó, là họ muốn, phải không? Cái người này mình đã nói trước nhiều lâu lắm, phải không? Người khác ra thì có người khác vô thế, quen rồi không có làm, nhưng mà kêu người khác làm việc cho mình, cho mình không à, thì cái này nó cũng giống như vậy thôi. Mình đã đoán trước rồi, để coi thử ổng muốn tới gần với anh Quyền để làm cái gì, phải không? Muốn giúp anh Quyền hay là muốn giúp bản thân của ổng? Hôm nay chắc ông bà cô chú anh chị em cũng ngạc nhiên lắm, mà tại sao mình mạnh dạn mà mình nói quá vậy? Tại vì mình nói thiệt luôn, phải không? Mình coi cái video của một ngày nên làm một điều tốt á, mình thấy cũng hơi nhục một chút, mình nói thiệt á. Không phải là mình sợ cái gì á, tại mình càng lớn tuổi mình nghĩ không phải là mình muốn yên cái gì á, nhưng họ mình biết là ông bà cô chú anh chị em không biết cái tánh của mình ra sao đâu, không có ai bước qua đầu mình nổi đâu. Mình nói thiệt, hồi giờ nếu mà người chơi ngoài đường như không bước không có nổi đâu, nếu mà mình không muốn ấy họ thôi. Và cái người này cũng giống nhau thôi, mình thấy đến lúc nào đó mình nói thôi, mình nghĩ không có gia đình, không có ấy, mình không có muốn, mình để cho họ cái đường họ đi, nhưng mà họ quá đáng đi, mình nói thiệt luôn á, không họ làm mà họ không nghĩ đến ai hết á, không thì bây giờ nó hội quả nó ra như vậy rồi thì phải ráng tự mình đỡ đi chứ không ai đỡ. Rồi trước kia mình thôi, mình coi mấy cái video kia hồi mà mình nói nó cái vụ mà chị Hương mình nói á, mình nghe mấy cái mình đọc mấy comment mình nói á thì hay lắm, phải không? Lên đó nói mình lên thì dày, mình là dày, phải không? Nhưng mà chưa có chuyện gì hết á là đi trời ơi tôi buồn quá anh em ơi tới giúp tôi, trời ơi. Tự mình làm tự mình lãnh chứ tại sao mình kêu người khác tới giúp mình không vậy? Mình không hiểu thiệt. Nhưng mà cái hai cái điều mà muốn nói về cái người, ví dụ anh Lộc là cái thứ nhất, anh Quyền là cái thứ nhì, có lý đồ hết chứ không phải là không có. Chứ tại sao mà mình cứ vắng vắng hoài, mình thấy lúc nào rồi cho mình nói thẳng luôn cho rồi, chứ mình không muốn đi vòng vòng nữa. Mình nói vòng vòng thì không phải là cái gì hết. Mình muốn để cho cuộc đường cho Andy đi thiệt á, chứ không phải là cái gì hết á, phải không? Nhưng mà mình thấy Andy chơi dơ quá đi, mình nói thiệt là mình thẳng luôn á. Cái điều mà Andy biết mà mình không biết, mà mình nghĩ chắc Andy chơi ở ngoài đường chơi không lâu dài đâu, chứ ai mà chơi với Andy nổi, phải không? Chơi kiểu vậy ai mà chịu nổi. Ok, giờ cho mình nói lại với Denise nữa nha.
thì cái chuyện mà cái này là Denise rồi Andy rồi anh đời con Lai rồi đã em khám hot cái đám này không, mình nhớ là Denise từ ban đầu là người đầu tiên mà ra bên vực về Hằng cái vụ ăn chặn tiền từ thiện phải không, mình không biết á, là đi nửa chừng ở đâu á, mình không hiểu là Denise thay đổi ở đâu, nhưng mà như mình nói từ ban đầu rồi phải không, nhưng mình nói trước phải không, mình á, là người có vấn đề với lại Hằng, cái cách Hằng nhìn người, cái cách Hằng xử lý với người, mình đã nói đó từ lâu rồi, nhưng mà Denise cũng chưa có bao giờ có vấn đề đó, rồi mấy người kia cũng chưa có bao giờ có mấy cái vấn đề đó phải không, nhưng mà giờ ngược lại đến bao đến giờ nó qua hết một thời gian này mình cũng vẫn giống như vậy phải không, mình cũng không có vấn đề gì với Hằng hết á, cũng vấn đề như vậy nhưng mà nó không quan trọng với mình cũng đã nói rồi phải không, cái vấn đề mình có với Hằng á là khi có ăn chọn tiền từ thiện hay không, đến ngày hôm nay cũng vẫn là không có, nhưng mà mình không biết Denise tại sao mà giờ có vấn đề với Hằng như mấy cái chuyện như Denise coi mình không muốn nghe mấy cái đó thiệt á. Nếu mà Denise muốn mình nghe mình kể không, chắc hết bữa nay đối với Hằng, đối với mỗi người hả, mình có vấn đề đối với cái cách họ làm việc đối với mỗi người hết á, nhưng mà cái đó nó không quan trọng với mình phải không, cái đó nó không quan trọng với mình chỉ nói là mình muốn biết ăn vặn từng từ thiện đâu, cái đó cũng như là bây giờ mình không biết, xin lỗi nha, con mình đang kêu mình đang làm cái video, nhưng mà như mình nói Denise như vậy nè phải không, cũng như là cha mẹ của mình đi phải không, cái này là như Tony nói thôi, mình coi Hằng cũng như là như vậy, cha mẹ anh em của mình còn cãi nhau, mình cũng không đồng ý nhau, cũng có anh trong đám anh không biết Denise có anh em bà con gì hay là bạn bè gì cũng vậy, trong đám đó lúc nào cũng có một người, lúc nào mình cũng có vấn đề với, tại vì mình thân với mấy người kia phải không, cái người này họ phải là người xấu không, nhưng mà lúc nào mình nhìn vô mình cũng thấy cái sai lầm của họ không, cái điều không tốt, thì đó với Hằng cũng giống như vậy thôi phải không, cũng như là Denise đi làm có một người nào mình thích họ đó thì giờ họ có làm gì nữa, mình cũng go out the way mình để giúp cái người đó, cùng có một người mình lúc nào cũng vậy, cũng như là mình tới khi mình giúp á mình thấy cũng như là cái gai con mắt của mình không muốn giúp họ, thì nói như vậy đỡ tự nhiên là nghĩa là họ là một người xấu, cái lý do mà tại sao Tony cứ nói thích coi thì coi, còn không thích coi thì đừng có coi, chứ mình coi mình để ý một chuyện nhỏ gì đó nó sẽ làm nó mình sẽ nhìn ra được, ai không nhìn ra được, đâu có ai mà perfect đâu phải không, đương nhiên là mình sẽ nhìn ra cái xấu của her, như mình nói rồi không, nếu mình bắt mình đây mình kể chuyện xấu của her, mình kể đến ngày mai nó cũng không xong nữa, nhưng mà cái đó với mình cái đó nó không có quan trọng với mình phải không, tại vì tại sao mình phải nhìn vô trong đó làm chi, mình biết là chiêu giúp người, bây giờ Denise còn nói lại nữa phải không, là cũng như là kinh doanh YouTube Denise, you learn lên ở đây nè phải không, mình mới biết cái concept đó rồi phải không, không có gì mà họ làm mà nó free hết á, không có gì nó làm á phải không, cũng ai cũng có được cái return hết á, chứ không có ai làm không hết á phải không, Hằng cũng vậy thôi phải không, nhưng mà cái vấn đề Hằng làm mà Hằng giúp người á thì như mình nói rồi phải không, nó không hoàn hảo được, nhưng mà mình nói không, Denise làm cũng không được, mình làm cũng không được phải không, mình cứ ngồi đó mình nói được, that's why cái lý do mình không có phê bình hơi mấy chuyện này được phải không, nhưng mà có người khác muốn phê bình, nhưng mấy người mà ngồi như Andy vậy đó, đi làm một nửa hơi đi phải không, biết ngồi trong cái giày của hơi đi, biết cái cảm giác của mỗi người, thí dụ như ship người này nó ra sao ngồi đó phê bình hơi đó, thì mình đồng ý, còn không á mình chỉ ngồi đó mình chỉ nghĩ trong đầu của mình như vậy thôi, nhưng mà nếu mà Denise thích hơi á như bầu trước kia không có vấn đề gì hết phải không, nhưng mà Denise không có thấy, nhưng mà Tony đã thấy từ lâu rồi, Tony đã nói từ ban đầu họ cái video Tony làm là Tony không có thích cách hơi nói chuyện, cái cách hơi đối xử như người sometimes thấy không, Tony đã nhìn ra như vậy rồi, tất cả tại vì Denise thích hơi thích coi như vậy thì Denise không có thấy phải không, nhưng bây giờ Tony cũng vẫn thấy mấy điều như vậy, như là anh Quỳnh thì mình không đồng ý, thì mình thấy anh Quỳnh là cái người không được rồi phải không, nhưng mà mấy cái vấn đề nhỏ kia như đại khái thì nói Tony cũng đồng ý hết, nhưng mà Tony không care, chứ không hại ai hết á, chứ không ăn chặn tiền người này giúp được thì giúp, cũng giúp không được thì thôi, tại vì mình làm không có được phải không, chứ không phải là gì hết, nhưng mà mấy người kia như Tony đã giải thích cho Denise nghe rồi không, tại sao Tony thấy trước đó nhưng mà Denise không thấy, mà bây giờ Denise thấy được, Tony cũng vẫn thấy được, nhưng mà Tony không có vấn đề gì hết á, nhưng mà Denise bây giờ coi cũng như là chỉ làm cái chuyện gì sai vậy, mình không hiểu thiệt phải không, tại vì Denise mình không hiểu, có nhiều người có nói Denise gì mình không biết, nhưng mà cho mình nói cái này nữa phải không, thí dụ như trong cái video mình làm mình nói phải không, là cũng như là đừng có xía vô cái đó, mình không phải là nói Denise nó xảy ra đó phải không, mình đang nói với lại Andy với anh đời con Lai phải không, tại như mình đã nói rồi, mình phải nhìn lại ban đầu lý do tại sao mỗi người tới đây là vì ăn chặn tiền từ thiện, Hằng có ăn chặn tiền từ thiện hay không,
chứ không phải là mình nói về về cái vụ mà cái cách xử lý người này xử lý người kia. Thì mình đã nói là mình là người ban đầu đã thấy cái này từ lâu rồi, phải không? Nhưng mà mình không có cái vấn đề gì hết, phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ mấy người mình nói muốn giúp her, ví dụ ăn chặn gì, she không có như vậy, nhưng mà tự nhiên á, vì một câu she nói hay là vì một cách she nói như vậy mà đổi hết. Giờ bây giờ mới thấy ra tại sao trước đó không thấy, mà áp được cái câu she nói ra rồi bây giờ đã thấy là như vậy. Mình không phải là nói Denise, mình nói mấy người kia, phải không? Nhưng mà Denise cũng nghĩ là Hằng đang nói Denise, mình không hiểu. Tại vì cái lời đó cũng như là mình nói thiệt, cái này mình nói thiệt, mình nói thật lòng thôi, mình không biết có hay không. Tại vì mấy người này coi họ quan trọng quá đi. Tony không có coi, cũng như Tony, phải không? Cũng như là nếu mà Tony nghĩ giống như mấy người này là cũng như là Tony cũng là upset hay là giận rồi, nhưng mà Tony không có gì hết. Tại vì đối với mình thấy nó không quan trọng. Ok, giờ chị nói vậy cũng như Tony nói trong cái video được không? Coi giống như là mình giúp một người mà họ phụ ơn mình đi. Tại mình xía vô chuyện của her thì Tony cũng nghĩ như vậy thôi. Ok, chị không cần. Ok vậy thôi. Sau này có chuyện gì xảy ra nữa tự mình lãnh đi. Đã cái cách là Tony nghĩ vậy thôi. Chứ không, Tony không có tôi vé vô tôi giúp her rồi bây giờ đối xử tôi như vậy đó. Tại tôi thấy tôi bực lên, tôi nghĩ như vậy. Mình không phải là nói Denise, nhưng mình thấy cái người kia Andy nó nghĩ là như vậy. Tại sao trong cái thời gian mà qua không thấy mà tự động áp được cái câu họ nói như vậy, bắt đầu thấy mấy cái sai của họ. Mình không hiểu thiệt. Mình hy vọng là Denise cũng suy nghĩ là cho nó chín chắn một chút. Tại sao trước đó thì không có, nhưng mà sau này bắt đầu mình không thích một người rồi, bắt đầu mình nhìn vô chừng chút cái kỹ chỉ của họ. Nhưng mà từ ban đầu mình đã nói là phải không, mình ai cũng tới đây hết. Vì sao Hằng không ăn chặn tiền từ thiện, phải không? Hy vọng là Denise suy nghĩ lại cái suy nghĩ của Denise đi. Tại vì mình thấy mình không muốn có một người nào ảnh hưởng cái suy nghĩ của Denise, phải không? Nhưng mình nói rồi, Denise quen cái người Andy đó, phải không? Bây giờ Denise cho 500, làm ơn Denise hỏi giùm đi. Cái 500 đó Andy nó nói là dùng cái tiền đó để trả được, ý mình bỏ thêm thêm mấy ngàn để trả tiền luật sư, để tham khảo luật sư với làm ơn hỏi mình, cho mình cái địa chỉ, cho mình cái office của cái văn phòng luật sư đó đi. Mình chỉ cần bao nhiêu vậy thôi à. Tại vì mình thắc mắc, không muốn giúp anh Lộc, nhưng mà tại sao tham khảo luật sư qua rồi mà tại sao không biết cái ngày của anh Lộc ra tù mà để ngạc nhiên như vậy. That's not right. Rồi cuối cùng Denise coi như là mình nói thật lòng với Denise thôi nha. Suy nghĩ lại những gì mình nói. Tại vì đối với mình thấy mấy cái điều đó nó đã xảy ra từ lâu rồi. Còn cái vụ mà tiền bạc kinh doanh đó, that's been going on. Mỹ đó cũng làm thiếu cha gì hết. Ai cũng có làm hết. Ai cũng có được reward đấy, phải không? Mình làm cái gì, phải không? Họ bỏ thời gian, họ giúp người, đương nhiên họ want reward đấy. Đừng cái gì. Nhưng mà Tony nó nói rồi, mình thích đó, thì không phải là câu view. Mình không thích đó, là bây giờ nó câu view. Nó đơn giản đối với mình. That's why lý do tại sao mình cứ nói là coi không coi thì thôi. Chứ Tony nghĩ là Denise cũng hơi offended by cái cách mình nói là đừng có xía vô. Ý mình không phải là nói Denise, phải không? Denise không có, không, mình không có bỏ Denise vô trong cái đám với mấy người kia, phải không? Cái đó nó đơn giản như thế. Như ban đầu mình ghé thích cho Denise nghe rồi, ai cũng tới đây là giúp ăn chọn tiền từ thiện, chứ không phải là phân tích cái cách việc làm của cô Hằng, phải không? Nhưng mình nói nãy giờ Tony nói nhiều lần lắm rồi. Tony is the first person mà lên đây đã nói là Hằng là con người như vậy. Mình không thích cái cách chi ta đây, phải không? Chị hơi phách lối, phải không? Chị mình thích không cách chị nói chuyện. Denise cũng đâu có vấn đề gì với Hằng đâu. Mấy người kia đâu có bao giờ có vấn đề đâu. Nhưng mà Tony đã có từ lâu rồi. Nhưng mà Tony đâu có vấn đề gì đâu. Tại vì mình tới đây mình nói là muốn biết thử Hằng có ăn chặn tiền từ thiện không. Tới thời gian hôm nay nó cũng không có. Nhưng mà bây giờ Tony cũng không có problem gì hết với Hằng. Nhưng mà Denise và mấy người này cũng vẫn giờ phát hiện ra cái điều mà Tony đã thấy từ lâu rồi. Nhưng mà Tony cũng không có vấn đề gì hết. Biết tại sao? Tại vì Tony không coi là mình là một người quan trọng. Mình không có thấy là Hằng làm gì đối với mình, cũng như là như mình Tony nói không? Ok, lần sau mà có xảy ra chuyện gì nữa tự lãnh đi. Mình đã giúp được nhiêu vậy thôi, nhưng mà she không quý, she không ấy gì thì thôi. Nó đơn giản vậy thôi, chứ mình đừng có take cái lời của she nói seriously quá. Phải không? Tại vì you know, người mà everybody have their own way, cách để nói chuyện. Hằng thì nói chuyện hơi ấy một chút như mình nói rồi, phải không? Nhưng mà mình biết cái tâm của hơi tốt đó, thì thôi, cũng như là vô một tay này ra chỗ tay kia, sau này coi như chuyện của hơi lãnh. Chứ mình không nói là Denise, nhưng mà cái người kia Andy coi họ quan trọng quá đi, phải không? Mình còn nhớ cái câu Andy nói là tôi có 9,000 subscriber, nhưng không ai đồng ý với tôi thì bỏ, phải không? Tôi không cần. Đó, cái đó mới là một người quan trọng. Còn mình không có nghĩ là Hằng là con người nó như vậy. Nó đối với mình nó chuyện nhỏ lắm. Còn cái vụ mình làm ăn là Tony đánh nó, mình Denise lớn lên đây cũng biết rồi mà. Ai everybody làm cái gì họ ai cũng có muốn cái benefit nó back hết. YouTube biết bao nhiêu Mỹ nó làm mấy cái homeless chair, mấy cái này nhiều lắm mà. Mình Tony coi hoài mình cũng đâu có vấn đề gì đâu. Cái đó là cái cách của họ là làm để kiếm tiền. Cái đó là cái normal thôi, chứ đừng có nói là she đang câu view, she đi kiếm người. Còn cái vụ mà
Ồ, còn một cái vấn đề này mà Denise muốn nói về cái vụ mà Phi Phi nữa không? Cái đó phải không? Cái đó nó hơi complicated một chút. Phải không? Mình thấy, mình nói thiệt, hồi giờ mình chưa có bao giờ nhắc cái vụ Phi Phi á, tại mình thấy con người này á, chứ không phải... Bây giờ sẵn Denise nói, Tony nói luôn phải không? Hằng á, từ ban đầu mà mới làm ra, phải không? Cái tâm á, là tốt, thật sự muốn giúp người ta. Còn Phi Phi làm á, phải không? Không phải là vì muốn giúp người vô gia cư mà muốn làm YouTube. Thấy nó khác biệt hai cái không? Đơn giản với mình như vậy thôi. Thôi, bên này bao nhiêu vậy thôi nha. Xin chúc ông xin chào ông bà, cô chú, anh chị em.